Đóa hoa đẹp nhất khi đặt đúng chỗ. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Minh Tú, người thầy mát tay nhất showbiz Việt, học sinh vào tay cô không đăng quang hoa hậu cũng ấm vô số giải lớn nhỏ. Minh Tú được biết đến là một siêu mẫu, hoa hậu, huấn luyện viên đình đám của showbiz Việt. Cô từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2013, Á quân Asia Next Top Model 2017, Hoa hậu siêu quốc gia châu Á 2018. Với những kinh nghiệm đã tích lũy được, Minh Tú trở thành một cô giáo mát tay của Vbiz. Được biết, cô là người đứng sau thành công của dàn người đẹp đình đám hiện nay như Phùng Trương Trân Đai, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, Bèo La Vũ Huyền Diệu. Bèo La Vũ, gương mặt thành công trẻ tuổi nhất trong nhật ký đào tạo hoa hậu của Minh Tú chắc hẳn phải kể đến Vũ Huyền Diệu. Đại diện Việt Nam Bèo La Vũ xuất sắc đăng quang Miss Ecotin International 2021 đã khiến dân tình thích thú xen lẫn tự hào. Bên cạnh nhiều lời khen có cánh dành cho nàng hậu 2K8, trên các diễn đàn, nhiều fan nhan sắc cũng hết lời tung hô cho cô giáo Minh Tú. Vào những ngày tháng cận kề sang Ai Cập chinh chiến tại Miss Ecotin International, Vũ Huyền Diệu, Bèo La Vũ đã có buổi tập luyện vô cùng nghiêm túc với huấn luyện viên Minh Tú. Với những gì đã được chỉ dạy cũng như kinh nghiệm thần thái vốn có, Bèo La Vũ đã xuất sắc đăng quang Miss Ecotin International 2021, mang thêm một chiếc vương miện nữa về cho Việt Nam. Thùy Tiên, Nguyễn Thúc Thùy Tiên có lẽ là học trò thành công nhất trong sự nghiệp dạy học của Minh Tú. Người đẹp chính thức đã làm nên lịch sử khi trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Grand International 2021. Góp phần làm nên chiến thắng này, chắc chắn không thể không kể tới công lao của Minh Tú, người đã huấn luyện kỹ năng trình diễn cho đại diện Việt Nam mang chuông đi đánh xứ người. Trong suốt khoảng thời gian Thùy Tiên luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi, Minh Tú là người luôn đồng hành cùng học trò. Nữ siêu mẫu dành rất nhiều tâm huyết, truyền đạt lại những kinh nghiệm cũng như kỹ năng giúp đại diện Việt Nam tự tin trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Đỗ Thị Hà. Nối tiếp thành công của Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà qua bàn tay của Minh Tú đã xuất sắc là đại diện châu Á duy nhất lọt top 13 tại Miss World 2021. Trước khi chinh chiến quốc tế, người đẹp đã được cô giáo Minh Tú chỉ dạy tận tình các kỹ năng catwalk và thân thái để có thể tự tin thể hiện mình ở sân khấu nước bạn. Tuy không giành được thứ hạng cao như đàn chị Thùy Tiên, nhưng thành tích của Đỗ Thị Hà cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phùng Trương Trân Đai. Vào năm 2020, Minh Tú đảm nhận vai trò huấn luyện viên đại sứ Hoàn Mỹ. Dưới sự dìu dắt, nâng đỡ và chỉ bảo tận tình của cô, Trân Đài đã xuất sắc giành được ngôi vị quán quân. Sau đó, người đẹp trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Trước khi sang Thái Lan chinh chiến, trực tiếp Minh Tú là người chỉ dạy kỹ năng catwalk cho Trân Đài. Nhờ việc được training bài bản và chuyên nghiệp, dù không thể đăng quang ở vị trí cao nhất của cuộc thi, người đẹp cũng đã xuất sắc dừng chân tại top 6 chung cuộc và chiến thắng trong phần thi tài năng. Điểm qua những thành công của các học trò của Minh Tú, ai nấy cũng đều phải công nhận rằng cô là người đẹp hết sức mát tay trong sự nghiệp đào tạo hoa hậu. Chắc hẳn rằng với những kinh nghiệm và thành công hiện có, người đẹp sẽ tiếp tục đào tạo thêm được nhiều nhân tài nữa trong tương lai. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!